AK-74 Alpha King, vua của các loại AK, một sản phẩm cao cấp thật sự. Khác biệt từ quy cách đóng hộp, không phải là hộp cắt tông và khay nhựa thông thường, mà là hộp giấy được lót mút chống sốc cẩn thận và sang chảnh. Ngoại hình đẹp trên cả sự mong đợi, vừa mắt đến khó tin. Thiết kế đạt đến tầm tinh tế chẳng kém gì một khẩu Airsoft 15-20 triệu. Full body là nhựa ly lông, điểm thêm nhiều chi tiết kim loại đảm bảo cho cảm giác cầm nắm vô cùng chắc chắn và thoải mái. Điểm mình thấy ấn tượng nhất của một khẩu Alpha King là nó có thể gập báng mà không cần phải chế cháo hoặc mua thêm bất kỳ phụ kiện nào khác bên ngoài. Nói không ngoa, đây là mẫu AK thạch đầu tiên làm được điều này. Bộ gear được độ sẵn kim loại nha. Toàn bộ phần gearbox được bọc cố định và rất chắc chắn ở phía trong phần thân vỏ. Dây điện cũng được bọc và neo vô cùng cẩn thận. Tất cả những điều này đảm bảo cho người hữu đang cực kỳ tốt và đường đạn rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test nha. Như anh em có thể thấy là đường đạn của Alpha King khá là đẹp, tuy nhiên vẫn phải chỉnh sửa nhiều để đáp ứng được cái danh hiệu vua của các loại AK của nó. Do bộ sâu của nó bằng kim loại nên mình nghĩ uy lực của nó sẽ rất là cao. Bây giờ sẽ test thử bằng cái lon bó hộp này nhá. Rách toàn này. Như vậy là sau video review AK Alpha King, anh em có thấy nó xứng đáng là vua của các loại AK không? Còn bọn tôi sẽ làm thêm những video review chi tiết và lắp thêm cả hố bắp để xem nó có cải thiện đường đạn nhiều hay không nhá.